Thưa quý vị, trong thời gian thành phố Đà Nẵng thực hiện giãn cách xã hội, phong trào 2 sẵn sàng gồm sẵn sàng tham gia phòng chống dịch COVID-19 và sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ mà đảng bộ, chính quyền địa phương phân công đã được Thành đoàn Đà Nẵng phát động với mục tiêu phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của đoàn viên thanh niên trong công tác phòng chống dịch. Sau một tháng triển khai, phong trào đã đạt được nhiều kết quả, đồng thời lan tỏa hiệu ứng tích cực trong cộng đồng. Hàng loạt các đội hình thanh niên phản ứng nhanh tại cơ sở đã được thành lập nhằm triển khai có hiệu quả công tác phòng chống dịch tại địa phương. Trong đó, hàng loạt các mô hình sáng tạo đem lại những hiệu quả thiết thực, tiêu biểu như nhóm mô hình hỗ trợ an sinh với triệu bữa cơm, triệu túi an sinh, 7 ngày yêu thương chung tay vượt qua dịch bệnh, nhà sách không đồng, nhóm mô hình tương trợ thích ứng với 100% cán bộ công chức trẻ tham gia hỗ trợ công tác phòng chống dịch COVID-19 tại tổ COVID-19 cộng đồng. Nhóm mô hình cơ động, đội phản ứng nhanh với 50 thành viên gồm 50 xe bán tải, xe tải các loại, thực hiện gần 2.000 lượt vận chuyển hàng hóa, nhu yếu phẩm, vật tư y tế và nhóm mô hình phục vụ công tác tuyên truyền. Ban Thường vụ Thành đoàn đã phát động các phong trào thanh niên 2 sẵn sàng, đó là sẵn sàng thanh niên sẵn sàng tham gia phòng chống dịch, thứ hai là thanh niên sẵn sàng làm bất cứ việc gì khi cấp ủy và chính quyền địa phương cần. Phải nói rằng là cái lực lượng thanh niên tình nguyện của thành phố cũng đã rất là hăng hái và tiên phong để tham gia trong công tác phòng chống dịch. Với mục tiêu đảm bảo kỷ luật, an toàn, kịp thời, hiệu quả, linh hoạt trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ được phân công, sau một tháng triển khai, phong trào đã lan tỏa nhiều hiệu ứng tích cực, phát huy tinh thần, trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên. Chúng tôi cũng rất muốn đóng góp một phần nhỏ sức lực của mình để cùng với thành phố là đẩy lùi dịch bệnh COVID-19 với tinh thần là đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên. Ước tính đã có gần 105.000 lượt đoàn viên thanh niên đã và đang tham gia phong trào 2 sẵn sàng. 21 tình nguyện viên trong quá trình tham gia phòng chống dịch không may bị nhiễm COVID-19 đã được điều trị khỏi bệnh và trở về địa phương. Các bạn sau khi hoàn thành việc cách ly sau điều trị, tiếp tục tham gia công tác phòng chống dịch tại địa phương, đơn vị. Sau khi khỏi bệnh thì các em cũng rất là cố gắng quyết tâm tiếp tục tham gia công tác phòng chống dịch bệnh COVID. Với phương châm, đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên Đà Nẵng tiếp tục sẵn sàng với mọi nhiệm vụ được giao trong giai đoạn thành phố chuyển trạng thái phòng chống dịch.